Đó, thấy chưa, quá tuyệt vời. Câu cá bằng tơ, mọi người tin không? Hello, chào mọi người quay lại kênh của Hiếu. Thì hôm nay Hiếu sẽ review xem là cách câu cá mà bằng sợi tơ. Đây. Mọi người không nghĩ là dùng tơ có thể câu được những con cá như thế này. Đây. Mọi người xem. Con cá này ở quê mình gọi là con cá nhái. Con cá nè, mọi người thấy cái tơ ngay cái miệng đó. Thì bây giờ đó, thấy tơ ngay miệng đó. Rồi thì để làm sao mà câu được con cá như thế này bằng tơ thì ngư dân á họ dùng cái cọng tơ dài khúc này nè. Họ móc vào dây cước, họ ném ra xa. Rồi sau đó bắt đầu họ mới thu vào. Đó, họ đang ném ra xa, họ thu vào. Thì trong quá trình họ ném á, họ kéo vào cái sợi tơ nó chạy trên mặt nước á, thì cái con cá nhái nó tưởng là mồi, nó sẽ táp mồi. Thì cái bản thân cái con cá nhái này á, mọi người xem nè. Ồ, cái răng nó thấy không? Mọi người thấy cái răng nó sắc nhọn không? Khi nào mà nó táp tơ á, thì cái răng nó vướng vào cái sợi tơ, thành ra là dính bẫy. Rồi để mình lại gần coi, lại gần mấy anh mà câu cá, mình quay cho mọi người coi rõ. Rồi mọi người ra xem cái anh câu cá ảnh móc tơ như thế nào để câu được cá. Rồi anh đang móc tơ kìa. Đợi xíu anh móc tơ. Quay lại móc tơ. Em quay cái móc tơ cái. Để em quay cái cảnh móc tơ cái. Dạ. Đây. Tơ hả? Đây là cái cọng tơ nha mọi người. Anh thấy đây là cái cọng tơ nè. Đó, tơ nè mọi người. Rồi, giờ anh đang móc tơ. Anh câu khoảng mấy giờ về? 2 giờ về. 2 giờ. Sáng giờ câu được mấy con? Mới ra. Anh đang bắn tơ nè. Đó, cái tơ này quăng ra gặp nước á, nó sẽ bung ra, nó tơi tơi ra. Nước nó sẽ tơi tơi ra. Em thải nước được nha. Thải nước nè. Bảy nước nữa. Đó, khi gặp nước thì cái cọng tơi nó cái cọng tơ nó tơi tơi ra. Khi mà ảnh quăng ra xa rồi, trong quá trình anh kéo cái cọng tơ nè, thì cái con cá nó tưởng là cái này là mồi, nó sẽ lao theo, nó táp cái cọng tơ, thì cái miệng con cá nó sẽ vướng vào cái cọng tơ nè. Tại cái con cá nó có nhiều răng nhọn á, thì nó sẽ dính, thì ảnh chỉ việc thu vào thôi. Rồi giờ né cho anh quăng tơ ra ngoài. Rồi ném đi anh. Ném đi. Câu ơi. Thôi chào mọi người, đang đứng chờ mấy anh câu cá nè. Chờ mấy ảnh câu được cá nhái rồi mình chạy ra mình xem, mình quay trực tiếp cho mọi người coi. Thì Rồi nãy giờ đứng chờ mòn mỏi, bây giờ cá dính. Đây anh này anh đang lau con cá vào. Đợi chút. Mọi người đợi tí nha. Ảnh đang thu con cá vào nè, cá dính rồi. Đó. Mọi người đợi xíu nha. Đó. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Thấy cá chưa? Đó. Đây. Đó. Thấy chưa? Quá tuyệt vời. Rồi. Đó. Đây. Anh gỡ nè. Rất tuyệt mọi người ơi. Đó. Cá mùa này bự anh ha.
Cái con cá này cái răng nó nhọn, cực kỳ nhọn, bé. Nó mà ai da. Mọi người thấy không? Dạ dạ dạ. Ở đó nó cũng cạp kìa, răng hàm răng bén à. Răng nó cạp mà chỉ có chảy máu. Sáng giờ được mấy con anh? Mọi người còn xem chiến lợi phẩm của anh. Đây đây, bên đây rồi. Sáng giờ anh câu được 4 con. Con này nữa là 5 con. Con cá này nướng ăn rất ngon. Anh tí review nướng cho mọi người xem. Anh phải lấy cái lưỡi câu anh móc vào cái đuôi cá, sau đó anh mới thả. Ồ, anh xuyên qua cái bụng trước luôn. Rồi rồi, tí mình review cái câu cá cho mọi người xem, nướng cá cho mọi người xem nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, bây giờ mình tiến hành làm cá. Làm cá này để nướng. Ồ, còn khoai nhái cá này nướng ăn cực kỳ ngon. Cái răng nó ghê không? Coi à, mỏ nó nhỏ hả? Cái này là gọi là chắc cái này là ông tổ của con sê cô. Ồ, mỏ nó nhỏ. Giờ giống cá kiếm ha, cá kiếm mỏ nhọn. Ồ, cá này mà đâm vô bụng không biết sao. Cái phần mỏ miệng nó cái này nó cứng đó, mọi người. Làm đây. Cắt mấy cái gì nó nè. Giờ mình mổ bụng dọc này nè, mổ bụng dọc rồi bắt đầu mình cột lên cái cây, bắt đầu nướng trên cái nướng trên lửa. Cá sống mới câu giờ làm. Đặt lên là cột cái mỏ lại để nó cá. Rồi làm xong, giờ đi nước. Đã. Ồ, cái con gì vậy? Con biển. Phải sao biển đâu? Từ gì gốm mà chặn? Gốm. Con này con hải sâm. Phải không? Hải sâm á. Hải sâm đen nè. Còn sống luôn. Ồ, ghê. Giờ ghê quá. Hãy xem đi. Con này ngâm rượu nè. Tại mà giờm gớm quá. Giờ mình giống như cái con ốc giò voi con Tu Hài ha. Bỏ đi.
con này nè. Đó. Ồ, nó nhả tơ hay nhả gì vậy? Nó nhả chất độc hả? Rớt chợ. Đút vô lại. Được quá. Nhiều sinh vật kỳ bí. Mình dân biển chứ mà lâu lâu có gặp nhiều loại nó khá là lạ. Đây. Cá. Cua nè. Cua đâu? Cua. Đây cua, cua đá. Ô. Đáng á. Từ, ráng chụp. Ủa, cái. Ồ, cái nó vươn cặp càng ra kìa. Con này mực, con này khỏe kìa, nhỏ mà khỏe kìa. Bắt nó cho. Kẹt nó nè, điên thu lùi, cắn cái chết luôn. Bạn cua à? Ừ. Rồi, xong. Rồi, thả đi. Thôi, con gì nữa nè. Qua đây, đây nè. Đây nè. Ủa mà. Ừ. Nó có cua giống bạch tuộc vậy. Kéo lên thử. À, đó nè. Ồ, đứt râu rồi. Đúng lắm. Chùi hốc đá cha mất rồi. Không được. Đây. Đây nè, bên nè. Đây nè. Đây đây kéo được rồi nè. Ra đi. Sao biển. Con sao biển. Con sao biển còn sống. Sao biển. Này giống sao biển hay cái gì? Đúng rồi, sao biển còn sống á. Thì như bạch tuộc à. Đây con gì? Cá. Thấy không, mọi người thấy không? Ồ, nó chạy tùm lum hết. Cá nhỏ à. Cá biển nè. Đó. Thấy không? Người thấy không? Đó. Đủ loại hết. Rồi lên nước. Bầu nước cá mọi người ơi. Wow. Người xem. Cá vừa nướng nè. Cẩn thận nó cháy. Mọi người thấy hấp dẫn không? Ai thấy hấp dẫn comment một cái để bữa sau mình có những cái clip hay mình làm cho mọi người xem. Không dám quay cận cảnh ngọn lửa, nó nóng, hơi nóng tỏ ra. Trở cá em. Thơm quá. Ồ, chín một mặt rồi. Một mặt rồi nè. Này nó mới chín cháy à, nướng kỹ vậy. Không dám đến gần. Nóng. Đây, zoom lớn cho mọi người xem. Mọi người đang xem clip câu cá bằng cọng tơ. Bạn nào mà chưa coi kỹ khúc đầu á, mọi người có thể là tu lại clip này để xem cái cách mà câu cái con cá này bằng cọng tơ á. Rồi, hiện tại đang nướng thành quả nè. Rồi, cá chín rồi mọi người ơi. Rồi, giờ gỡ. Em để con cá này là con cá nhái. Dài như con rắn vậy. Cá chín rồi. Lát lấy đồ mình hất cái da cháy ra để cành cây. Rồi nóng quá. Quá xong. Xong rồi, xử. Lấy đồ gạt cái cháy ra. Em lấy cái mỏ, lấy miệng con cá. Lấy miệng con cá gạt ra. Đúng luôn á. Ồ, cái miệng nó giống cái bàn chải à.
coi đây, à, em coi cái miệng nó có cái răng nè, cái răng này. Nãy giờ mình nướng là nó bị rụng răng á, răng nó bị răng nó biến lắm á, răng nó cháy, nó rụng bớt á, rồi giống như bàn chà chà hay à, quá tiện lợi. Thịt ta, ô thịt cá này, con cá này cá nhái hay còn gọi là cá xương xanh, mọi người coi cái xương nó này, nó màu xanh này. Ồ, từ từ ở đây. Wow, xương nó xanh âm à. Wow, rửa xương ra nha. Wow, chín. Wow, bộ xương nữa nè. Xương nó xanh lè. Cá này giống cá nhiễm phóng xạ hơn, xương xanh lè à. Người coi. Rồi. Được thôi. Ăn thôi. Ha. Ăn đi, ăn đi. Ăn anh không? Ăn cá nè. Đã. Ngon ha. Rất ngon mọi người ơi. Rồi clip câu cá bằng tơ và nướng cá ăn tại chỗ của kênh Hiếu đến đây là hết. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi, thì mọi người nhớ có thích clip thì nhớ like và comment ủng hộ để đợt sau thì có những cái clip, những cái khám phá nào thì Hiếu đăng lên rồi cho mọi người xem. Rồi chào cả nhà nhé, bye.